Truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội xin kính chào quý vị. Sau ngày chào đón Quý Đức Cha về với Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội, thứ ba ngày mùng 4 tháng 10 năm 2022, Đại hội Hội đồng giáo mục Việt Nam lần thứ 15 chính thức được khai mạc và bước vào ngày họp đầu tiên với bốn phiên họp. Rạng sáng ngày mùng 4 tháng 10, sau khi cử hành phụ vụ kinh sáng, Đức Tổng Giám mục Du xe Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục đã chủ sự thánh lễ xin ơn Chúa Thánh Thần. Mở đầu phiên họp đầu tiên của đại hội, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục Mỹ Tho, tổng thư ký hội đồng giám mục đã thông báo chương trình và nội dung cho những ngày làm việc sắp tới. Sau đó, Đức tổng giám mục Du Xe Nguyễn Chí Linh, tổng giám mục Huế, chủ tịch hội đồng giám mục đọc diễn tử khai mạc. Đức tổng giám mục Du Xe Nguyễn Chí Linh đã tóm lược các công việc được hoàn tất và những việc còn dở dang của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Niên khóa 2019-2022. Ngài cảm ơn Hội đồng Giám mục đã tin tưởng và cộng tác trong Niên khóa vừa qua và gửi lời chúc Đại hội sẽ chọn được nhân sự, đảm đương trách vụ cho Niên khóa tiếp theo. Đức Tổng Giám mục Du Xe cũng ghi nhận rằng dù hai năm đại dịch COVID vừa qua đã khiến nhiều sinh hoạt đình trệ, nhưng Hội Thánh tại Việt Nam phải tạ ơn Chúa vì Chính Chúa đã kiến tạo sự lành giữ muôn vàn sự giữ, Chính giữa những khó khăn và bế tắc của đại dịch ấy, Thiên Chúa đã mở ra cho hội thánh tại Việt Nam những cơ hội sống đức ái nhiệt thành và sâu đậm nhất để chia sẻ với anh chị em thuộc mọi tầng lớp xã hội và niềm tin để cùng nhau vượt thắng nghịch cảnh. Sau diễn từ khai mạc của Đức Tổng Chủ tịch, Đức Cha Tổng Thư Ký đã giới thiệu Đức Tổng Giám mục Marek Jaleski, Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, kiêm đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, chia sẻ thông tin của Hội Thánh, và giải thích về tông hiến predicate evangelium do đức giáo hoàng francisco ban hành để hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của các cơ quan tòa thánh chọn bốn phiên họp trong ngày làm việc thứ nhất đại hội đã cùng nhau suy tư về đường hướng mục vụ trong thời gian tới trên tinh thần hiệp hành của thượng hội đồng giáo mục thế giới và thành quả của tiến trình hiệp hành cấp giáo phận vừa qua Suy tư về tiến trình hiệp hành, Đức cha Du Đỗ Quang Khang, Giám mục Phó Giáo Phận Bắc Ninh chia sẻ. Trong những ngày ở bên Roma thì tôi cũng cảm nhận được một một cái sự rõ nét về cái tính hiệp hành của giáo hội trong cái bầu khí mà toàn thể giáo hội đang sống trong cái Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới lần 16 đó. Vì một giáo hội hiệp hành, hiệp thông tham gia và sứ vụ. Tôi nghĩ ở Việt Nam thì cũng tất cả các giáo phận tất cả các đức cha trong năm vừa qua cũng đã hướng dẫn giáo phận của mình để cùng với hòa nhịp chung với giáo hội hoàn vũ để thực hiện cái cái tính hiệp hành ở trong cái giáo phận của mình không phải nó là như là một phong trào nhưng mà tôi nghĩ đấy là một cơ hội để các giám mục các linh mục và giáo dân cũng như các tu sĩ nam nữ ở trong các dòng tu ở trong địa phận của mình có cơ hội để nói chuyện với nhau chia sẻ với nhau những thao thức, những băn khoăn trăn trở của mình về hoạt động loan báo tin mừng của giáo hội và đối thoại với nhau để cùng chỉnh sửa những gì mà nó chưa được thực sự tốt đẹp và cùng giúp nhau để mà hoàn tất cái sứ vụ được sai đi, được lên đường là bản chất của giáo hội mà tất cả mọi người tôi cảm nhận được qua các vị làm việc ở bên các cơ quan tòa thánh nó rất rõ điều ấy và tôi nghĩ các đức cha ở bên Việt Nam cũng đang thực hiện cái đường hướng hiệp hành đó rất là rất là tốt đẹp. Khi kết thúc đại hội, hội đồng giám mục sẽ phổ biến thư chung gửi toàn thể cộng đoàn dân chúa. Bên cạnh ưu tiên soạn thảo thư chung để định hướng cho 3 năm mục vụ sắp tới, đại hội đã bàn thảo về quy chế tổ chức và làm việc của hội đồng giám mục. Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hưng Hóa đã chủ sự giờ chầu thánh thể tối. Đại hội cử hành phụ vụ kinh tối trước khi nhóm họp theo giáo tỉnh và kết thúc ngày làm việc đầu tiên của đại hội lần thứ 15. Trên đây là toàn bộ diễn biến và thông tin của ngày họp đầu tiên. Những ngày họp tiếp theo của Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ được truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam và truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội liên tục cập nhật. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.